Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với chế độ núp tim, một trong những chế độ mà anh em yêu cầu mình làm khá là nhiều. Và hiện tại mình đang là người đi trốn. Cái ghế này thì... đấy, lắp vào đây. Ok, một bộ bàn ghế. Bằng thằng nào không để ý, đây chỉ có hai cái ghế thì xác định rồi. À hi hi. Cái chế độ này thì chúng ta có thể gọi như là một chế độ huyền thoại. Tại vì cái hồi mới ra game ấy thì nó chỉ có C4 này, Zumba này. Ủa, nhìn đâu ấy? Ủa ôi, hết hồn. Con quả đấy mình tính chạy luôn. Thằng này nó bắn chỉ cần dính một phát thôi là té, không xoắn làm cái gì. Hồi đấy thì chỉ có Zumba với lại C4 các kiểu thôi. Nhìn gì đấy? Úi dồi ôi, đau chưa? Úi dồi, còn 72 tiết. Ok, ok, để mình xem nó bắn mình thì mình sẽ chạy nhá. Đây đây rồi. Úi dồi ôi, nó chết từng cái ghế một. Thật là VL. Té thôi. Úi dồi ôi, đậu xanh. Thì như mới vào trận chỉ có 2v2. Vâng. Cái gì đấy? Ui, con đi chạy không nào? Ui, chạy chạy. Nó thấy rồi. Quả này không chạy thì chỉ có nước chết thôi. Mình sẽ đợi biến thân lần 2. Úi dồi ôi, thằng kia nó còn đâm mặt vào nữa chứ. Bây giờ đi đâu, về đâu đây? Có lẽ mình sẽ nấp sau này. Hồi đấy thì mình chỉ chơi chế độ này thôi. Chơi dùng bài C4 nhiều ý, nó chán. Ôi, chúng ta cứ qua đây mà dã thôi. Úi dồi ôi, nhanh cái nào. Mình sẽ nấp ở chỗ này đi. Ok, một trong những cái chỗ mà mình nấp méo ai tìm ra được đâu. Thế luôn. Cái chỗ này, cái chỗ cực kỳ là hiểm yếu. Đấy, rồi rớt xuống đây thì chả có thằng nào có thể nhìn thấy được. Thế luôn đấy. Úi dồi ôi, nó đi chết kìa. Sợ thật đấy. Đi đâu đây? Úi dồi, được mình thấy mỗi thằng này là hay đấy. Vâng, đi chết từng cái ghế một cơ. Vãi xoài. Úi dồi ôi, thằng này nó lại đi chết những cái chỗ mà người ta hay nấp không hả? Bây giờ thì vào dạng nộ rồi. Khi mà mình biến thành mấy cái móc áo quần ý, mình thì mình hay nấp ở mấy cái dưới đấy đấy. Mà check đấy cũng là một điều là đúng. Nhưng bất lực rồi. Còn mỗi mình thôi. Tìm x8 luôn. Vãi xoài. Đùa. 1 cân 8. 5 giây. Quả này không ai thấy mình rồi. Cái chỗ nó hiểm yếu như thế này mà tìm thế đéo là được. Ok, mình sẽ là người đi tìm. Hiếm lắm mới gặp trận đi nấp 2 lần hoặc đi tìm 2 lần. Còn lại thì chúng ta sẽ được là một là đi tìm, hai là đi nấp. Mua thẻ chuyên gia trốn tìm, tăng mệnh lực chiến là sao? HP. À, hiểu rồi. Máu chúng ta sẽ nhiều hơn. Và đạo cụ bằng game thì chúng ta sẽ mua free. Vâng, chơi mấy cái đấy tốn tiền lắm. Chạy này, con lợn này. Mình tính quay lại đá cơ, nhưng nó chạy linh tinh quá à. Mình không ấy được. Đấy. À, cái này không phải. Đậu xanh. Đâu rồi? Chúng ta ăn cái giáp và free bắn. Úi dồi, không phải này. Vãi, thằng nào cười mình nhở? Định mệnh. Tao sợ chúng mày quá cơ. Đắp đê. Đâu rồi? Mấy cái này có khi cũng khả nghi nha em ạ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, đau quá. Té thôi. Căng ấy nhở? Úi dồi, không phải. Mới chết bằng cách đá thôi. Úi dồi ôi, không phải luôn. Mấy cái thứ này thì không cần. Mua chỉ tổ tốn tiền thôi. Còn chúng ta cứ tích tiền thôi. Tích tiền thì không biết mua cái gì. Bao lâu nhở? Bọn kia không biết là mấy giây. Chắc là tầm 9 giây đấy. Ok. Để xem bọn này sẽ nấp chỗ nào đây. Căng nhở? Còn trốn x1 thôi anh em ạ. Tìm x3 mà trốn x1. Còn một thằng kia không biết nó trốn chỗ nào. Ở nhiều thằng thì ok, một thằng thì khó quá.
lâu rồi thì mình cũng chưa chơi chế độ này nên thực sự mình cũng không nhớ hết được những cái vật phẩm trong cái chế độ này. Với lại nó fit lại khá là nhiều. Cái map này mình thấy nó rất là lạ luôn ấy. Hồi trước trong kia không có hai chậu hoa, bây giờ có hai chậu. Chả biết đường nào mà lần. Đây không phải. Úi dồi ôi, khó rồi. Vâng. Ok, cho nó là nhất đi, nó giỏi rồi. Hay nhở, thằng này lấp hay nhở. Nó không biết đường nào luôn ý. Ủa ôi. À, cái móc quần áo kìa. Vãi xoài. Ơ kìa, sao mình lại là người đi nấp nhở. Vâng, không sao. Như này nó mới vui nha bạn. Lát đi ăn cái đầu lâu ấy, chúng ta có thể biến thành to hơn và đi cân những cái thằng đi tìm mình. Bình thường thì hồi trước mình cũng gặp những cái thần phần mà biến to mà đi cân người khác ấy, mình toàn dã sấp mặt lờ nó luôn. Thì như có gì đó hơi sai sai, chúng ta sẽ nấp vào đây. Và mình nói thì nhiều thứ nó sai lầm. Và chúng ta có hai kỹ năng, thế thân và cái gì đây, ngẫu nhiên. What the fuck. Ngẫu nhiên thì như nó cho cái gì ấy, chả biết được luôn. Phần thân thì như là chúng ta sẽ để lại một cái cục và ẩn thân chạy đi sao ấy. Cái này hồi trước mình cũng có chơi qua rồi. Úi dồi ôi, anh em nấp kìa. Hình như là phải đợi một thời gian thì nó mới spawn mấy cái phụ kiện kia ra. Vâng, những cái mà chúng ta có thể ăn máu hoặc là bút to hay là gì gì đấy các kiểu. Trên bản đồ thì mình chưa thấy cái gì cả. Và chúng ta hãy đợi một lát xem bọn kia đi tìm được cái gì. Cộng viên Titan là sao? What the fuck? Úi dồi ôi, cái gì vậy? Vâng, nó tới gần rồi kìa. Gì đấy bạn ơi? Nhìn đâu ấy? Úi dồi ôi. Bạn ơi, bạn gì xin mong to ơi. Bạn làm cái gì vậy? Đây sau lưng này. Úi dồi ôi, nó đứng im bất động. Những thằng này nó rất là nguy hiểm đây anh em ạ. Chúng ta sẽ di chuyển đi. Đâu rồi? Úi dồi ôi. Bình tĩnh. Phân thân, té. À, máu ai. Một bé. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi kiếm cái đầu lâu to to ấy. Cái đấy chơi nó mới sướng anh em ạ. Rời khỏi trò chơi. What the fuck, tìm có x2 đấy. À đây rồi. Đây rồi. Úi dồi ôi, to như một con bò ấy. Thế này thì tao lại sợ chúng mày quá cơ. Úi, gì. Ơ, bị đấm chết rồi này. Nó bị ai đấm ấy nhở? Mình có thấy nó bị ai đấm đâu. À nó tự sát. Vâng, nó bắn vào cái gì thì nó chết. Vãi xoài. Vâng, gặp đúng thằng yếu. Vâng, còn mỗi thằng này. Con lợn này. Úi dồi, ăn giáp này. Ăn. Mày ăn giáp với bố mày này. Úi dồi, cũng hay. Vâng, cái phát cuối cùng cũng hay đấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục thêm một trận nữa nha. Ok, trận thứ 3 thì rất là vui. Mình quyết định sẽ làm thêm một trận nữa. Ok, đi kiếm chỗ nấp nào. Và thế đích nào mình chơi 2-3 trận và cuối cùng vẫn là người đi nấp. Hư cấu vậy. Mình muốn là người đi tìm một lần để xem cảm giác bắn mấy cái thằng to to ấy thì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ ra sau này đi. Vâng, đứng sau này cho nó an toàn. Úi dồi, first kill kìa. Có bé đã nằm xuống rồi. Tìm x4 và trốn cũng x4 luôn. Ok, mình sẽ lên xem. À có cái này. Nhanh vậy. Úi dồi ôi, nó thủ đằng kia kìa. Mày kênh này. Mày kênh. Úi thôi xong rồi. Thôi xong con lợn này. Này, úi dồi, một bé. Bé thứ hai, double kill. Còn một bé nữa. Ôi thốn thế. Vãi xoài, vâng. Mày bắn đi đâu con lợn này. Úi dồi, chạy đường nào bây giờ. Vâng, em không thể thoát. Còn đường nào em thoát đây. Trời ơi, đau hết cả ruột. Và chào, mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem nên thấy hay thì quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.